Xin chào tất cả các học sinh yêu quý. Tiếp theo đây thì sẽ đi vào chữa bài tập số 8 sách giáo khoa giải tích lớp 12 trang 147 nhé các em nhé. Bài tập số 8 này thì người ta bắt chúng ta tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các cái hàm số cho ý A, B, C, D. Ở đây thì người ta đều cho chúng ta một hàm số trên các đoạn hoặc là nửa khoảng nào đó nhé các em nhé. Thì bây giờ thầy sẽ đi vào từng ý cụ thể một nhé các em nhé. Trước tiên thầy sẽ đi vào ý A và ý B này. Ý A của chúng ta thì người ta cho hàm số fx bằng 2 x mũ 3 trừ 3x bình phương trừ 12 cộng 1 trên đoạn trừ 2 cho đến 5 phần 2 các em nhé. Thì trước khi đi vào giải đáp từng ý cụ thể một thì thầy sẽ nêu qua cái lý thuyết để các em có thể làm nhé. Thì muốn tìm này, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một cái thằng fx trên một cái khoảng k nào đó, trên k, thì các em cần làm các bước như sau. Đầu tiên là các em tính tính đạo hàm f phẩy đó. Tiếp theo là giải f phẩy x bằng 0, suy ra nghiệm này, nghiệm là x1 x2 chấm 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 nhá, nó có thể là x3 x4 gì đấy đó. Xong em sẽ tính này, cái khoảng k ở đây thì thầy sẽ cho nó đơn giản là một cái đoạn AB nào đấy nhá các em nhé, một đoạn AB nào đấy. Thì các em hãy so sánh này, so sánh FA FB, FX1, FX2, chấm 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 nhá. Thì các em so sánh tất cả các cái nghiệm của cái thằng F phẩy bằng 0. Sau đó thì các em làm gì? Như vậy sau đó thì các em sẽ tìm ra trong các cái giá trị này, giá trị nào là giá trị lớn nhất, giá trị nào là giá trị nhỏ nhất. Thì nó chính là gì? Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của thằng FX trên khoảng K là đoạn AB nhá, em nhé. Bây giờ thầy sẽ áp dụng cái đấy vào để đi giải từng ý một nhá, em nhé. Ya này, ya các em phải đi tính tính đạo hàm. Như vậy các em phải đi tính f phẩy x cho thầy nhá. Thì các em sẽ có f phẩy x ở đây là gì? Đạo hàm của nó thì các em sẽ tính ngay được thầy, nó là 6 lần x bình phương trừ đi 6x trừ 12. 6 lần x bình phương trừ 6x trừ 12 nhá các em nhá. Bây giờ các em giải cho thầy nghiệm của nó ra. Như vậy các em giải cho thầy ngay được các em có f phẩy x bằng 0, thì tương đương cả x ở đây sẽ bằng trừ 1 hoặc là x bằng 2 nha các em nhé. Đó, như vậy thì bây giờ các em áp dụng cái lý thuyết thầy cho ra nhé. Bây giờ các em sẽ tính này, ta có này, các em sẽ tính cho thầy f trừ 2 sẽ bằng bao nhiêu. Thì các em tốt nhất là các em nhập cái biểu thức này lại, xong em dùng máy tính can ra nhé, CACL đây các em ạ. Đấy, thì các em sẽ tính được các cái điểm này rất là nhanh nhá. Rồi, đầu tiên các em thay điểm trừ 2 vào thì các em sẽ có được giá trị là trừ 3, f trừ 2 bằng trừ 3. Tiếp theo f của thầy sẽ tính f của trừ 1. F của trừ 1 thì các em sẽ có được là bao nhiêu? Được là 8. F của 5 phần 2 bằng bao nhiêu? Trừ 33 phần 2. Và cuối cùng là f của 2 thì các em sẽ tính được bằng bao nhiêu đây? Trừ 19 các em ạ. Như vậy các em sẽ suy ra được cho thầy là gì? Giá trị ở đây là giá trị mắc nha các em nhé. Suy ra là giá trị lớn nhất của fx là gì? Giá trị lớn nhất đây, các em xem giá trị nào lớn nhất là 8 rồi đúng không? Là f của trừ 1 và bằng 8 nha các em nhé. Đấy, người ta bắt tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất đúng không? Đúng rồi. Như vậy giá trị nhỏ nhất của các em của fx là bao nhiêu? Thì các em sẽ thấy ở đây là nó sẽ phải là trừ 19 đúng không? Như vậy nó sẽ là bằng f2 và bằng trừ 19 nhé các em nhé, trừ 19. Được chưa các em? Thế giải quyết xong ý A này. Tiếp theo đây thầy vào ý B nhé các em nhé. Ý B này các em cũng đi tính đạo hàm cho thầy. Các em có f phẩy x sẽ bằng gì đây? Đây là u nhân v nhé các em nhé. U nhân v thì đạo hàm nó bằng u phẩy nhân v cộng v phẩy nhân u nhé. Như vậy ở đây nó sẽ bằng là 2x nhân len x cộng với cả x bình phương nhân 1 trên x. Được chưa em? Như vậy cái này bằng 2x nhân len x cộng với cả x. Được chưa em? Như vậy thì xong rồi. Các em nhìn thấy là gì? Bây giờ chúng ta phải nhận thấy ngay ở đây giúp cho thầy nhá. Nhận thấy ngay ở đây là gì?
là bởi vì các em có là cái thằng này nó là x nó chạy từ 1 cho đến e, 1 cho đến e, nên là cái biểu thức này thì x là dương rồi. Len của x thì cũng là gì? Lúc nào cũng lớn hơn 0 đúng không? Như vậy tất cả cái biểu thức này đều dương hết. Dương hết. Như vậy thì lúc nào mình cũng có thằng f phải x này này lớn hơn lớn 0. Từ đấy thì em sẽ suy ra được là gì? Fx nó làm sao? Đồng biến trên gì? Đồng biến trên đoạn 1 đến e. Đấy, 1 đến e được chưa em? Đó, nên vậy thì các em sẽ suy ra được ngay cho thầy là gì? Giá trị lớn nhất của fx sẽ là f của e nhá. F của e thì các em thay vào đây xem được nó là được giá trị gì nào. Fe thì len e thì sẽ bằng bằng 1 rồi, như vậy ở đây Fe sẽ bằng e bình. Và giá trị nhỏ nhất của thằng fx là nó sẽ là f1 nha các em nhé. F1 thì bằng 0 rồi, bởi vì len 1 thì bằng 0 các em ạ. Rồi, như vậy thì thầy đã xong hai ý AB, chúng ta sẽ chuyển tiếp qua hai ý CD đây em nhé. Bây giờ thầy sẽ chuyển sang hai ý CD này các em. Ý C nhé, bây giờ thầy sẽ vào ý C này. Ý C các em vẫn tính đạo hàng cho thầy nhé. F phẩy của x thì sẽ bằng là cái gì? Đây cũng là u nhân v, nó bằng u phẩy nhân v cộng v phẩy nhân u nhé. Như vậy nó sẽ bằng e mũ trừ x cộng với x nhân với cả gì? Trừ đi e mũ trừ x nhé các em nhé. Như vậy thì cái này nó sẽ bằng là gì? Các em đặt cho thầy e mũ trừ x ra ngoài. Thì bên trong nó sẽ còn là 1 trừ đi x, được chưa các em? 1 trừ đi x. Như vậy thì các em sẽ suy ra được cho thầy f phẩy của x này bằng 0 thì tương đương với cả x bằng 1, được chưa? X bằng 1. Như vậy bây giờ các em xét các cái đầu mút này thôi, xét các cái đầu mút này xem nó là giá trị nào là giá trị lớn nhất, giá trị nào là giá trị nhỏ nhất nha các em nhé. Chỗ này thì các em thấy là gì? Ở đây là nó cho nửa khoảng thì cái này đến tận dương vô cùng đúng không? Nên là tốt nhất là mình sẽ đi lập nhanh cái bảng biến thiên ra nhé các em nhé. Bảng biến thiên ra thì em sẽ có x này, f phẩy x này, fx này. Các em lập nhanh cái bảng biến thiên rồi các em sẽ xác định một cách dễ dàng hơn nhé. Giá trị x bằng 0 này, 1 này và gì? Dương vô cùng như các em nhé. Như vậy tại 1 thì bằng 0 này. Ở phía bên này 1 thì các em thấy là 1 trừ x nó sẽ âm, được chưa? Và thằng này dương, như vậy nó sẽ mang giá trị âm. Bên này là nhỏ hơn 1 thì thằng này dương, như vậy hai cái này đều dương nhé. Như vậy ở đây thì nó sẽ đi lên và đi xuống. Tại giá trị 0 thì chắc chắn là nó bằng 0 rồi. Em thay điểm thấy bằng 0 ở đây mà. Tại giá trị 1 thì em thay ở đây nó được là 1 nhân e mũ trừ 1, như vậy nó bằng 1 trên e, được chưa các em? Khó khăn của các em khi mà tính ở cái chỗ này là gì? Là dương vô cùng đúng không các em? Thì các em tính ở dương vô cùng này nhá. Thì các em có thể sử dụng máy tính để tính, hoặc ở đây các em có thể suy luận một tí thì các em cũng có thể suy ra được. Ở đây thì suy luận thì các em sẽ thấy này. Các em sẽ thấy là gì? Rõ ràng là các em thấy là x ở đây chúng ta xét là từ 0 đến dương vô cùng đúng không? Như vậy x luôn luôn là gì? Giá trị là lớn không, lớn bằng không. Còn e mũ trừ x lúc nào cũng lớn bằng không. Như vậy thì x nhân e mũ trừ x lúc nào cũng sẽ làm sao? Cũng sẽ luôn luôn như vậy. Các em có thấy này, các em thấy là x x thì luôn luôn lớn bằng không, e mũ trừ x thì cũng luôn luôn lớn hơn không luôn, không thể bằng không được. Vậy hai cái này các em nhân với nhau suy ra x nhân e mũ trừ x thì luôn luôn lớn bằng không. Như vậy thì giá trị nhỏ nhất của nó sẽ là không nhé. Như vậy thằng này, cái thằng giá trị dương vô cùng này sẽ là một cái giá trị làm sao, sẽ là một giá trị bao giờ sẽ lớn hơn không. Còn nếu mà các em mà dùng máy tính, em tính tính lim của cái hàm này khi mà tiến tới gì dương vô cùng nhá, thì nó cũng sẽ ra là không như các em nhá. Đó, còn ở đây thì nếu mà các em không tính được thì em suy luận như thế này cho thầy, thì các em cũng vẫn sẽ suy ra được nhá, suy ra được giá trị nhỏ nhất. Còn giá trị lớn nhất ở đây thì chắc là 1 trên e rồi. Như vậy các em từ bảng biến thiên thì em suy ra giá trị lớn nhất của fx là gì, sẽ là f1 và sẽ bằng 1 trên e nhé. Tất nhiên là mình chỉ xét trên đoạn ở trên được khoảng 0 đến dương vô cùng thôi đúng không? Giá trị nhỏ nhất của fx là gì? Nó sẽ là f0 và sẽ bằng gì? Bằng 0 em nhé. Như vậy thầy giải quyết xong ý C rồi, chúng ta qua ý D. Ý D này, các em tính đạo hàm cho thầy f phẩy của x thì nó sẽ bằng là hai lần gì? Sin đạo hàm ra cos đúng không? Cộng với cả gì? Sin ax sẽ đạo hàm ra thành hai lần cos 2x nha các em nhé. Như vậy bây giờ các em giải thằng này bằng 0 này, các em cho f phẩy x bằng 0 thì các em sẽ tương đương được là đây là hai lần cos x cộng cả hai lần cos 2x bằng 0 nha em nhé. Như vậy ở đây nhá, thì các em sẽ có ngay cho thầy nó sẽ là cos x, thầy chia hết cả cho hai này, cos 2x thì thầy sẽ đổi nó thành hai lần cos bình phương x trừ 1 cho các em nhé. Như vậy ở đây các em sẽ giải ra được cho thầy hoặc là cos x nó sẽ bằng là 1 phần 2 hoặc là cos x
nó sẽ bằng là gì? Trừ 1 nhé các em nhé. Như vậy tương đương em sẽ giải được cho thầy x ở đây bằng bằng cái gì? Như vậy nó sẽ bằng là cộng hoặc là trừ pi trên 3 cộng k 2 pi. Còn ở dưới này thì em sẽ giải ra được là gì? Cái dưới thì nó sẽ là bằng pi cộng với cả gì? K2 pi nhé các em nhé. Nhưng mà ở đây thì các em sẽ thấy là gì? Các em sẽ thấy là mình chỉ chết trên đoạn 0 đến 3 pi trên 2 thôi. Do gì? Do x thuộc vào cái đoạn là 0 đến 3 pi trên 2. 3 pi trên 2. Nên các em sẽ suy ra được ở đây. Các em sẽ suy ra được ở đây thì nghiệm nghiệm nhá, nghiệm của fx bằng 0. Nghiệm của fx bằng 0. F phẩy x bằng 0 chứ. Sẽ là gì? X sẽ bằng này. Nên là nó sẽ chỉ có hai nghiệm là pi trên 3, x bằng pi trên 3 hoặc là x bằng pi thôi nhá các em nhá, x bằng pi thôi. Được chưa? Vì nó thuộc khoảng đoạn từ 0 đến 3 pi trên 2 nên nó chỉ có hai nghiệm để thỏa mãn thôi. Rồi, sau khi các em tính được cho thầy em tìm được hai cái nghiệm này rồi nhá. Thì bây giờ nó sẽ là đơn giản rồi, nó sẽ dễ dàng rồi. Đây nhá, thì đây. Bây giờ các em thay ngược lên fx cho thầy, thay ngược lên cho fx để cho thầy nhá. Thay ngược lên fx này. Thì các em sẽ có này, có này. F0 ở đây sẽ bằng 7. Bây giờ các em nhập vào máy tính rồi rồi tính cho thầy nhá. F0 của của thầy ra bằng 0 này. F của pi trên 3 này. Bằng 3 căn 3 trên 2 các em ạ. 3 căn 3 trên 2. F của pi này. F của pi cũng bằng 0 này. Và cuối cùng mình sẽ tính F của 3 pi trên 2. Bằng trừ 2 các em ạ. Như vậy ở đây các em sẽ suy ra được ngay cho thầy giá trị lớn nhất, giá trị lớn nhất của fx trên cái gì? Trên cái đoạn người ta cho đấy là 0 đến 3 pi trên 2 là gì? Đấy các em nhìn vào đây giá trị nào lớn nhất? Rõ ràng là gì? Là f của pi trên 3 và sẽ bằng là gì? 3 căn 3 trên gì? Trên 2 em nhé. Giá trị lớn nhất của hàm fx đấy sẽ chính là bằng 3 căn 3 trên 2. Và giá trị nhỏ nhất của hàm fx trên cái đoạn này chính là bằng f của mấy? F của 3 pi trên 2 nhé em nhé. Cái này bằng trừ 2. Được chưa các em? Như vậy thầy đã giải quyết xong bài tập này và thầy sẽ kết thúc bài tập này ở đây nhé các em nhé.